chào mọi người ạ. Hiện tại thì mình đang có mặt ở đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội này. Hôm nay thì công việc của mình là gửi mẫu của cuốn thêu khoe thắng nhôm cho một vị khách hàng ở đây. Bây giờ thì trong thời gian chờ đợi khách hàng thì mình làm luôn cái video này để chia sẻ với quý vị công việc hôm nay của mình. Trên tay mình thì đang cầm cái mẫu cửa cuốn khoe thắng nhôm Vina Stardon T50A có độ dày ly 3 đến ly 4. Trời hơi bị tối một chút nên là quý vị cố gắng quan sát mà đi. Đây là cái mẫu cửa cuốn có độ dày trung bình của bên mình. Cái loại độ dày mỏng nhất là 1 ly đến 1 ly 1 và độ dày dày nhất ở thời điểm hiện tại là 1 ly 6 đến 2 ly 4. Vì cái cửa nhà khách hàng cũng không quá rộng nên là quý vị chọn cái mẫu nan cửa này dùng thoải mái rồi, bởi vì là đã là cửa nhôm. Các bạn cứ để ý các cái vật dụng bằng nhôm ở nhà mình như là son, nồi, ấm chảo thì dùng rất là bền từ năm này qua năm khác, chỉ có thể là móp méo đi thôi chứ không thể hỏng được. Còn đây là cái kết cấu của cửa đã dạng nhôm hộp như thế này thì rất là chắc chắn. Đó. Về cái giá bán buôn của cái loại cửa cuốn khe thắng nhôm dày 1 ly 3, 1 ly 4 bên mình thì thời điểm hiện tại có giá bán buôn là 1.400.000 đồng một mét vuông. Giá đã bao gồm đầy đủ dây và trục. Để lắp được cái cửa khe thắng nhôm này thì bắt buộc quý vị phải dùng thêm motor cửa cuốn, tùy vào cái diện tích sử dụng của gia đình như là cái khả năng tài chính của quý vị. Quý vị có thể lựa chọn motor cuốn AC hay là IH Đài Loan, IH Hồng Kông. Để biết giá của các cái loại motor này, quý vị hãy click vào đường link website mình để bên dưới phần mô tả của cái video. Ngoài ra, nếu quý vị ở cái khu vực điện áp không ổn định hoặc là thường xuyên mất điện, quý vị hãy nên đặt mua thêm cái sản phẩm lưu điện hay còn gọi là bình tích điện cửa cuốn để đảm bảo cho cửa cuốn của quý vị vẫn có khả năng đóng mở khi mà điện áp không ổn định hoặc là mất điện, hoặc là chúng ta đi du lịch nhiều ngày mà ngắt hết cầu giao điện thì chúng ta vẫn có thể mở cửa được nhờ lưu điện cửa cuốn. Giá bán buôn của lưu điện cửa cuốn bên mình hiện tại là 1.900.000 đồng một bộ tính đến thời điểm hiện tại nhé. Còn ở các lưu điện khác, quý vị hãy gọi điện thoại tới số hotline là 0982064269 để biết thêm về giá cũng như là tư vấn đầy đủ về các loại sản phẩm cửa cuốn cũng như là nan nhôm chải lọc bên mình. Trên kênh của mình thì mình cũng đã để rất là nhiều các cái video mà lắp đặt hoàn thiện các cái sản phẩm cửa cuốn khe thắng nhôm. Quý vị muốn tham khảo, quý vị cũng có thể xem thêm các video ở kênh Vina Star TV này của mình. Cái video vừa rồi thì mình vừa chia sẻ với quý vị cái công việc hôm nay cũng như là cái công việc thường ngày của mình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye mọi người.